nhưng không một ngày giáo sư rời bỏ công việc nghiên cứu của mình. Phải chăng đó là nhiệt huyết, là nhựa sống, là lương tri đối với nhân loại? Tình yêu với cỏ cây là nỗi đam mê gắn bó với ông suốt cuộc đời. Sự thành công đến với ông không đơn giản chút nào. Nó là cả một chuỗi thời gian, bắt đầu từng ngày, từng tháng, từng năm. Ngọn đèn vẫn cùng ông đêm ngày thao thức. Những ý tưởng khoa học lại chợt đến như phép thôi miên, lôi cuốn ông đến những công trình mới. Trong thành công của ông cũng không thể thiếu được sự nồng ấm của một gia đình. Nhớ tới những tháng năm xưa, khi ông đi tìm cây thuốc trên rừng, bà luôn là người gần gũi động viên ông đến với khoa học. Khi ấy bà đã thay ông nuôi dưỡng các con cho đến ngày khôn lớn. Giờ đây những đứa cháu nội, cháu ngoại vẫn thường được nghe ông bà kể về những cuộc hành trình đi tìm cây thuốc của ông. Ông thường tâm niệm nhân cách con người là cao quý nhất. Chính vì vậy những người con của ông đã học được nhiều về một người cha mẫu mực, luôn coi trọng hai chữ đức tài. Theo ông, thành quả đạt được không chỉ bởi bằng một cá nhân, mà trong đó có tất cả những bạn bè, đồng nghiệp, và đặc biệt còn có những con người mà ông chưa hề biết tên trong hành trình đi tìm cây thuốc. Một người bạn của ông nhớ lại: tôi là người bạn cùng học với anh Đỗ Tất Lợi, trường Đại học Dược khoa Hà Nội từ năm 1939 đến năm 1944. Và tôi thấy anh ấy là người rất giản dị, thích say mê nghiên cứu về cây cối và các toa thuốc dân tộc, để mà đi sâu vào tìm ra các cái thuốc men dùng dược liệu trong nước. Và anh rất là mình, rất nhiệt tình. Anh nghiên cứu được cái đề tài gì thì anh trao đổi với tôi, và anh truyền cho tôi, bàn giao cho tôi để tôi sản xuất phục vụ của nhân dân. Bây giờ thì về già rồi, tôi thấy là lại chơi anh lần nào cũng thấy anh là đọc sách. Và nói chuyện với nhau thì nói chuyện về dược liệu, tức là tình bạn mà trên 60 năm. Chúng tôi lúc nào gắn bó vì chỉ có mỗi cây nói về cây thuốc. Cho nên tôi rất mến anh. Sự giản dị khiêm nhường lại làm nên những điều lớn lao. Có một bài báo đã viết, giáo sư Đỗ Tất Lợi là một trong những người có đủ học lực để bảo vệ di sản của tiền nhân. Người thầy cao cả của ông, Hải Thường Lãn Ông, đã từng viết: đạo làm thuốc là một nhân thuật có sứ mạng gìn giữ sinh mệnh của người đời. Phải biết lo cái lo của người, vui cái vui của người. Chỉ lấy việc giúp người làm phận sự mà không hề cầu lợi kể công. Mỗi lần về thăm quê, ông không chỉ về với bà con chòm xóm, mà thực sự ông đã trở về với những ký ức tuổi thơ. Từ ngôi nhà xưa ấy, nghị lực đã chắp cánh cho những ước mơ của ông. Suốt cả cuộc đời mình, giáo sư Đỗ Tất Lợi đã đi theo tiếng gọi của ông cha, khôi phục và phát huy những giá trị của cây cỏ. Từ đất, từ cây, giáo sư Đỗ Tất Lợi đã góp phần gìn giữ nét văn hóa của dân tộc. Như người ta thường nói, ông chính là người trong thế giới của cây. Thank you.